sống thật phong phú sinh động. Mỗi con người sống là lao động, là sáng tạo, là vui khỏe. Hãy cùng xem và suy ngẫm buồn vui với thời gian cuối tuần qua những câu chuyện cụ thể của các diễn viên hài xuất sắc trong cả nước. Mời quý vị khán giả đồng hành cùng chương trình này qua cuộc thi bình chọn chương trình thời gian cuối tuần. Mọi chi tiết được đăng trong tạp chí truyền hình Đài Truyền hình Việt Nam. Thuốc ho bảo thanh, trừ ho, bổ phế với ô mai, mật ong và các thảo dược.